Trời ơi, sớm thế còn thì to vai luôn Giàng. Trời luôn. Ui, quá ngon Giàng, được quả, hay quá. Nó cắn trượt hai lần. Con này to thế sao người? Cẩn thận bình tĩnh. Con này to thế. Cẩn thận. Sao người? Từ từ. Cho cái cần vào đây. Con này phải 2 cân 8, cân 9 sang ạ. Chúc mừng. Yeah. Ôi con cá to quá. Nó cắn trượt của Giang phát rồi. Xem con này được 2 cân không? Bán thế rồi. Nó cắn xong. Ui con này to thế, cha mẹ ơi này. Ôi các bác ơi, hôm nay buổi đi câu nó đang phê quá. Hai bố con tôi đang lang thang góc này, Giang được quả to lắm. Nó nhảy lên. Cắn hôm nay Giang đầu tiên chơi ở hồ này. Này nhìn này, con sộp này phải to. Chúc mừng nha, đánh phát nữa đi. Ui phê quá. Quay được rồi. Đây báo cáo anh em là con này quá là phê luôn này. Đầu của nó này. Ui, Giang này quá ngon. Nó bị dài đến cái thùng này rồi. Thôi cho vào đã, đi tính tiếp. Không dám nhấc ra, cho ngồi thuyền sợ nó bay mất mà. Nhảy ra mất đấy. Con này to. Lúc đầu nhìn nó nhảy lên được bé, à nhìn thấy bình thường. Không phải, cái chỗ đấy là nó tĩnh hoàn toàn như kia. Nó đứng nó le ve ở đấy. Nước tĩnh như kia thì thấy cái hốc của chỗ cái kia. Thằng cái chỗ cái chuối đổ xuống thành cái khô kìa. Rất. Ôi thôi. Ôi rồi. Cứ bình tĩnh con, bẩy nó từ từ thôi. Đấy, Giang lại trượt con nữa rồi. Nó cắn ngay chỗ này này. Con bẩy mạnh quá, con cứ từ từ thôi. Không phải căng với nó đâu, mình đi thuyền không sợ đâu. Thế tí được 2 con rồi đấy Giang. Một phát để lên, mồi lên để nó đớp. Nó đứng ngay này này. Cây để nó đớp. Bánh tiếp. Con đứng to đấy. Đổ ra làm gì? Con muốn cân thử á? Hả? Muốn cân thử luôn à? Thế ra xe lấy cái cân đi. Nhưng mà thôi, về một cân ở nhà con ạ, xong là xem sau. Đấy, thấy chưa? Đang đây này, đổ đây này. Đấy, Huy xách cho xem nào. Huy xách cho xuống dưới này xem nào. Nhảy ra gì à? Con. Con đấy phải con to nhất đâu. Huy cũng được 3 con. To. Gãi luôn đấy, hôm nay 3 con to lắm. Đây con này to nhất. Đây con này to nhất. Con đầu tiên luôn. Ui sổ ôi con này. Con này phải 2 cân thật. Cân thử không? Cân thử nhá. Chú Huy, cả 3 con này là bọn này nó nhai luôn. Giang luồn con to vào xem nào. Cân thử xem nào. Xem được bao nhiêu. Đấy con to nhất đấy. Con ấy nhìn gấu thật. Quả đấy được quả hít đẹp quá. Móc vào. Được không được 2 cân. 1 cân 8, 7. Thế là cũng quá chật đấy. Thế là con này con kỷ lục của Giang đúng không? Chúc mừng luôn, ngon. Thôi bỏ ra đi. Thế xong là hai chú cháu cho vào trong cái thùng ấy để xuống nước cho nó cho nó khỏe. Mai tính sau. Còn mấy con kia.